Xin chào tất cả các anh chị Chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh của em ha Hôm nay em xin giao lưu với anh chị một cây xem núi hàng khai thác Cây này em nuôi được trên 4 năm rồi Bộ tàn của cây rất là già à, Gốc thân thì cỡ ngón cây bít lông Cây cao 17 cm Và có bề ngang tán là 20 cm Dạ em xin giao lưu với quý anh chị cây này là 700k Em bao ship ha Anh chị nào quan tâm vui lòng liên hệ với em Có số điện thoại 076-4004-890 à, Em xin cảm ơn các anh chị